Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay trời rất là oi bức luôn các bạn ạ. Ôi, phải gọi là nắng nóng cực kỳ luôn. Cho nên là chị em mình ăn kem này. Đấy, các bạn biết đây là kem gì không? Đây, kem sô-cô-la. Mình là kem ngô. Mời các bạn nhá. Em sợ nó chảy quá chị. Ui, mở ra nồng nặc mùi sô-cô-la luôn này các bạn này. Chảy rồi. Chảy á? Nhanh lên. Mời các bạn nhá. Mình xúc luôn một thìa. Ôi chảy. Ôi nó chảy thành nước. Nó chảy. Mời các bạn. Dạ bảo. Sô-cô-la ngọt trộn với sô-cô-la đắng ngon cực các bạn ạ. Đây. Đấy, ắp sô-cô-la luôn. Ôi trời, ngon lắm. Đây em tô thử ăn xem. Sô-cô-la nhỉ. Ngập tràn sô-cô-la luôn, ăn ngon cực. Bởi vì đây là sự kết hợp giữa sô-cô-la đắng và sô-cô-la ngọt, cho nên là sẽ không bị ngấy. Em có ăn được miếng to đâu mà chỉ cắt cái miếng to hết. Chị có gắp đâu. Nhầm, chị xúc. Ôi. Chảy. Buổi trưa nó bị chảy. Buổi trưa mất điện cho nên nó bị chảy các bạn ạ. Không mất điện đâu. Không biết. Có mất điện không ta? Không. À không à. Thế sao nó bị chảy ta? Hay là do chị em mình mua về lâu quá không ạ? Vừa mới mua mà chị. Vừa mới mua hôm qua mua xong. Đây. Hết luôn hộp kem. Ngon ngon lắm các bạn. Cái vỏ ngoài là ok. Nhạt lắm. Em phải cần nhân bé. Bây giờ em tối đang ăn ngô. À ăn kem ngô. Tí nữa về nhà mẹ luộc cho bắp ngô. Ăn phải gọi là ngập tràn ngô. Chị phải hai miếng bé thì ăn chứ đây này. Này. Rồi là bé dữ chưa? Ý là bé chưa? Đôi. Bé đến nỗi mà kem ra ngoài luôn này các bạn. Bây giờ mình đã có thêm một đồng bọn, không phải là Dương mồm to nữa mà là Tú mồm to. Đâu ra? Lại bảo đâu ra, em chuyên đi, em chuyên ăn miếng to luôn đấy. Hết rồi, thưa em. Đừng lãng phí đấy chứ. Về em Tú, về sợ vẫn còn sô-cô-la, em Tú đổ sữa vào rồi để vào ngăn đá. Có sữa trong đầu. Ủa, có sữa Mộc Châu. Đấy, vẫn còn như này. Đắng. Sô-cô-la ngọt với sô-cô-la đắng mà, cho nên là nó kết hợp lại rất là ngon luôn. Nó không có bị ngấy các bạn ạ. Đắng, mới lấy đắng. Nhưng mà ngon. Đấy, vậy là hôm nay chị em mình đã ăn kem xong rồi các bạn ạ. Mặc dù là kem nó hơi ít, ăn nó chưa có được đã cái nư. Nhưng mà thôi, ăn thế thôi các bạn ạ. Và các bạn đã xem video, đừng quên nhấn like, đăng ký giúp chua và chia sẻ ủng hộ chị em mình nhé. Chào các bạn. Cực chưa. Bye.